Thưa quý vị, còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão. Những ngày này, nông dân tại làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đang tất bật với việc chăm sóc để chuẩn bị sẵn sàng cung ứng nhiều loại hoa cho thị trường Tết. Đây là vụ mùa lớn nhất trong năm của người dân trồng hoa kiểng ở Sa Đéc. Thời điểm hiện tại thì nông dân Sa Đéc đã xuống giống hoa kiểng Tết khoảng 100 ha và tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2021. Năm nay các loại hoa chủ yếu của làng hoa Sa Đéc vẫn là hoa truyền thống địa phương như hoa vạn thọ, cúc mâm xôi, cúc tiger, cúc đồng tiền. Hiện tại thì tới thời điểm này thì hàng ở trên ruộng của hộ gia đình thì người ta đặt chắc cả khoảng là hơn 50% rồi. Nói chung thì hiện tại giờ trên một cái diện tích hoa của tôi thì là thấy nó phát triển cũng đồng đều cũng tốt, thì nói chung cũng kỳ vọng năm nay sẽ được là trúng mùa trúng giá. Hồi đầu năm giờ thì cái sức tiêu thụ hoa kiểng thì chậm so với các năm trước, nhưng mà tôi cũng kỳ vọng rằng từ đây đến đến Tết Nguyên Đán năm 2023 thì cái lượng hoa nó sẽ tăng, cái lượng tiêu thụ hoa nó sẽ tăng. Hợp tác xã hoa kiểng Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc hiện có hơn 100 thành viên với diện tích canh tác khoảng 40 ha. Ngoài việc sản xuất các loại hoa, cây cảnh công trình quanh năm để đáp ứng nhu cầu trang trí tại các tỉnh thành trong cả nước, thì hiện tại các thành viên hợp tác xã còn đang rất tất bật chuẩn bị hoa, phục vụ cho thị trường lớn nhất trong năm. Hiện nay hợp tác xã thì cũng có mà tìm đầu ra cho cái thành viên của hợp tác xã đầu ra về qua Tết này, thì hợp tác xã cũng có liên hệ những cái hợp tác xã bạn đó, hoặc là những cái công ty cây xanh Công Minh, rồi những cái đơn vị khác để tìm đầu ra cho cái sản phẩm hoa Tết của cho thành viên hợp tác xã. Làng hoa kiểng Sa Đéc nằm ở trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, được mệnh danh là thủ phủ hoa của miền Tây Nam Bộ. Nông dân làng hoa Sa Đéc đang cần mẫn chăm chút cho những chậu hoa của mình để vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa góp phần mang sắc xuân đến với mọi nhà trong những ngày đầu năm mới. Thưa quý vị, thời gian qua hàng trăm nông hộ trên địa bàn huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng gặp khó khăn khi cây dâu bị nhiễm trùng tuyến rễ. Ngành chức năng địa phương đang vào cuộc để tìm cách giúp nông dân từng bước giải quyết vấn đề này, qua đó ổn định đời sống và sản xuất. Vườn dâu của gia đình ông Lê Văn Sở ở xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻ có diện tích hơn 3 sào, thường sản lượng lá dâu đủ nuôi 2 hộp tằm. Mỗi tháng giúp ông có thu nhập hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, từ tháng 6 cho tới nay, vườn dâu bị nhiễm bệnh tuyến trùng rễ, khiến cho ông phải tạm dừng việc nuôi tằm để tìm cách phòng bệnh cho cây dâu. Gia đình trồng cái dâu tằm này thì nó đem đến nguồn thu nhập gia đình rất là ổn định. Từ khi bắt đầu có cái bệnh tuyến trùng này nó gây hại thì sản lượng thấp xuống, làm cho gia đình rất là khó khăn và vấn đề kinh tế. Rồi bây giờ là không biết là cũng rất là lo lắng của gia đình và kể cả các cơ quan chức năng thì rất là lo, vì hiện nay chưa có cái thuốc đặc trị để là xử lý cái bệnh truyền trùng này, thì mong sao là các cơ quan nhà nước nhanh chóng vào cuộc để tìm ra cái giải pháp là trị bệnh truyền trùng này để cho cây dâu nó phát triển. Không chỉ có gia đình ông Sở, cây dâu nhiễm bệnh tuyến trùng rễ cũng đang khiến cho hàng trăm nông hộ ở các xã Mỹ Đức, thị trấn Đạ Tẻ lo lắng. Khi dâu bị nhiễm bệnh còi cọc, khó phát triển, sản lượng lá cũng giảm mạnh. Đã có hàng trăm nông hộ phải chặt bỏ để trồng lại giống dâu mới, nhiều hộ chuyển đổi sang giống cây trồng khác. Trước nay giờ là có như chúng tôi là nhờ cây dâu, mà giờ nó chết hết. Nếu mai một là có như thuê máy vật lên để cái trồng lại, mà giờ không biết cây giống ở đâu. Mà trong mong cái biện pháp thì để cho hắn đỡ cái sâu bệnh đó. Đến thời điểm này, toàn huyện Đạ Tẻ đã có trên 600 ha dâu tằm bị nhiễm bệnh tuyến trùng rễ, trong đó có khoảng 120 ha bị nhiễm nặng. Ngành chức năng đã vào cuộc tìm hiểu và có phương án hỗ trợ các gia đình. Ngoài khuyến khích trồng mới và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ngành nông nghiệp huyện Đạ Tẻ cũng đang áp dụng một số biện pháp mang tính thử nghiệm trong công tác phòng trừ bệnh tuyến trùng rễ cho cây dâu bằng một số thuốc bảo vệ thực vật mới, đồng thời hướng dẫn bà con ngăn chặn bệnh lây lan sang vùng trồng dâu khác. Hiện tại thì về cái tuyến trùng thì trong thời gian vừa qua là bên cạnh thực hiện cái hướng dẫn của chi cục thì trung tâm cũng đã thực hiện một số cái mô hình. Thứ nhất là về mô hình kiểm soát tuyến trùng, và chi cục bảo vệ thực vật thì cũng đã thực hiện, và trung tâm là đơn vị trực tiếp phối hợp với chi cục thực hiện một số cái mô hình về thuốc
thử nghiệm một thuốc suốt trên tuyến trùng, và về cái mô hình của chi cục thực vật thì cũng đang triển khai. Hiện tại về cái mô hình kiểm soát tuyến trùng của trung tâm nông nghiệp thì cũng đã có một cái kết quả nhất định, là hiện tại cho thấy cái mô hình là cũng đã kiểm soát được cái tuyến trùng, nó cũng có nhiều cái thay đổi. Và ở trên thực tế là cái diện tích tuyến trùng của địa bàn huyện thì nó cũng bắt đầu nó có sự cải thiện, tức là những cái diện tích mà bị nhẹ khi mà mình can thiệp kịp thời thì cũng đã có những cái tiến triển. Ngành nông nghiệp huyện Đạ Tẻ cho biết vì các nông hộ đang chuyển đổi diện tích dâu bị nhiễm bệnh nặng sang cây trồng khác là cần thiết. Tuy nhiên, người dân cũng không nên quá lo lắng mà cần phối hợp với các cấp chính quyền thực hiện xử lý hạn chế bệnh tuyến trùng lây lan. Đồng thời, khi các thử nghiệm của ngành nông nghiệp cho kết quả tốt thì sẽ phổ biến cho bà con áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch bệnh, qua đó duy trì sản xuất, ổn định đời sống. Thưa quý vị, đầu tháng 12 năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành thông tư về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam, thay thế cho thông tư số 19/2021/TT-BNN-PTNT ngày 28 tháng 12 năm 2021. Theo đó sẽ có thêm 79 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam bao gồm 1.758 hoạt chất với 4.374 tên thương phẩm, trong đó nhóm thuốc trừ sâu chiếm nhiều nhất với 689 hoạt chất và 1.670 tên thương phẩm. Tiếp đến là thuốc trừ bệnh có 651 hoạt chất với 1.492 tên thương phẩm, thuốc trừ cỏ có 256 hoạt chất với 765 tên thương phẩm. So với thông tư cũ, thông tư mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành có hiệu lực từ ngày 16 tháng 1 năm 2023, có thêm 79 hoạt chất với 301 tên thương phẩm thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, chủ yếu nằm trong nhóm thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và thuốc trừ cỏ. Thông tư này vẫn giữ nguyên 31 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật bị cấm sử dụng tại Việt Nam, bao gồm các hoạt chất 2.4.5T, Captan, Catafol, Methamidofos, Andrin, Carbofuran, Grodane, Methylfathion, Prathion, Ethin, BHC, Linden. Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam vừa đề nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn kiểm tra đánh giá lại các thông tin đã đưa trên mạng là bò sống nhập khẩu không được kiểm tra kiểm dịch tiêu trùng khử độc nhưng vẫn có giấy kiểm dịch. Nếu có sẽ là nguy cơ làm lây lan rất nhiều các bệnh nguy hiểm cho đàn vật nuôi trong nước và gây thiệt hại rất lớn cho ngành chăn nuôi trong nước. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không để xảy ra tình trạng buôn bán vận chuyển trái phép châu bò vào Việt Nam. Đặc biệt, các tỉnh giáp biên giới với Lào, Campuchia xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hợp thức hóa nguồn gốc châu bò nhập lậu, làm giả giấy tờ kiểm dịch nhập khẩu, kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. Hiện nay trong nước mới sản xuất cung cấp được 40-45% nhu cầu tiêu dùng thịt bò, số còn lại phải nhập khẩu. Thưa quý vị, không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu, lương thực, bình ổn thị trường giá cả, bảo đảm Tết an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh. Đó là những chỉ đạo nổi bật của Chính phủ tại Nghị quyết số 156 NQCP tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2022. Nghị quyết nêu rõ, các bộ, cơ quan địa phương chủ động chỉ đạo điều hành hoặc đề xuất các giải pháp phù hợp ứng phó với các vấn đề phát sinh, nhất là trong điều hành sản xuất trong nước, cân đối cung cầu và bình ổn giá. Chính phủ yêu cầu tăng cường thanh tra kiểm tra, giám sát bảo đảm công khai, minh bạch, xử lý nghiêm các vi phạm, hành vi cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quyết liệt triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu hoàn thành cao nhất tiến độ được giao trong năm 2022. Thưa quý vị, hàng trăm cán bộ lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng ở Nghệ An đã xin nghỉ việc trong vài năm vừa qua. Tỉnh Nghệ An hiện có hơn 172.000 ha đất rừng. Từ năm 2016 đến nay, toàn ngành lâm nghiệp tỉnh đã có 158 người thuộc lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng nghỉ việc, bỏ việc, đi khỏi đơn vị. Trong đó, số người nghỉ việc, bỏ việc tại các đơn vị không tổ chức lực lượng kiểm lâm là 130 người, chiếm tỷ lệ là 13,06%. Nguyên nhân là do thu nhập thấp, việc chi trả tiền lương chậm so với quy định. Bên cạnh đó, áp lực công việc lớn, việc tuần tra, giám sát bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm, phải xa gia đình, vợ con quanh năm. Một thực tế hiện nay là đang có một số đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động nhưng không tuyển dụng được. Sở Nông nghiệp tỉnh Nghệ An, cơ quan trung ương có thẩm quyền cần quan tâm, có cơ chế chính sách đặc thù đối với viên chức, người lao động quản lý bảo vệ rừng, điều chỉnh chính sách tiền lương,
tăng thêm phụ cấp, nâng mức tiền công đi rừng, trang bị các công cụ hỗ trợ khi đi làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng. Thực hiện chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ năm 2012 cho đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thực hiện chi trả hơn 635,1 tỷ đồng đến các đối tượng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai đã tạo một nguồn thu mới, ổn định lâu dài đối với người làm nghề rừng. Ngoài việc góp phần bảo vệ rừng tốt hơn, thông qua việc thực thi chính sách, ý thức của người dân cũng dần dần được nâng cao, đời sống của bà con khấm khá hơn so với trước đây. Thu nhập thực tế bình quân của các hộ gia đình, cá nhân nhận giao khoán bảo vệ rừng đã có những cải thiện. Diện tích rừng được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng do các đơn vị quản lý được tổ chức bảo vệ tốt, không có tình trạng vi phạm, xâm hại đến rừng. Theo đó, từ đầu năm đến giữa tháng 9 năm 2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lào Cai đã thu tiền dịch vụ môi trường rừng về quỹ là gần 121 tỷ đồng. Đồng thời tiến hành chi trả cho các chủ rừng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 trên 100 tỷ đồng. Toàn tỉnh Lào Cai hiện có gần 400 cộng đồng thôn bản và hàng nghìn hộ gia đình được hưởng nguồn dịch vụ môi trường rừng. Nguồn quỹ này đang giúp các địa phương làm tốt hơn công tác bảo vệ rừng hàng năm.